Chào mừng tất cả các bạn đã đến với kênh YouTube của công ty thiết bị công nghiệp Nhịp Cầu Việt. Tôi là Phạm Ngọc Anh. Chúng tôi làm kênh YouTube này với mong muốn là tiết kiệm thời gian cho các bạn. Chúng tôi sẽ review tất cả những sản phẩm mà công ty Nhịp Cầu Việt cung cấp để các bạn có thể thuận tiện là theo dõi tại nhà. Rất là mong nhận được sự ủng hộ của tất cả các bạn. Chào các bạn, Ngọc Anh sẽ tiếp tục review cho các bạn những cái bộ đồ nghề rất là dễ thương của Boss. Đây là một cái bộ X34 có nghĩa là có 34 món. Ở trong này có những gì? Đây có liệt kê ha, có liệt kê ở đây, và Ngọc Anh sẽ mở ra cho các bạn xem. Nó rất là đơn giản thôi. Đây, các bạn thấy là trong đây có những cái gì? Một bộ mũi khoan ha, như là mũi khoan, bộ 34 món này là chủ yếu là mũi khoan. Đây các bạn thấy có những mũi khoan này, đầu nhọn này là của gỗ ha, và đây là mũi khoan gỗ, các size như sau: 4, 5, 6, 7, 8 ha. Và tiếp theo là đến mũi khoan sắt, và các bạn thấy rằng là có hai mũi, hai ly một mũi 3, 4, 5 ha, hai mũi 2 ly và một còn lại là 3, 4, 5. Còn đây là mũi khoan tường ha. Mũi khoan tường thì các bạn thấy có size 5, 5.5, 6, 7 và 8 ha. Và đây là các cái, đây là các cái socket ha. Các cái socket ha. Socket nè, đây các socket 7 ly, 8 ly và 10 ly ha. Đây là một cái khớp nối. Còn đây là một cái bộ mũi vít ba ke cái này là ba ke và đây là mũi vít dẹt ha. Còn đây mới là vít sao này. Đây có một cái mũi vít dẹt ha, F7 và sao. Sao thì có T15, T20, T25 và T30. Và đây là có hai cái bộ ha, một cái đồ để gắn những cái này mà khớp nối để gắn này, và đây là một cái để khoét ha. Đây là tổng thể nguyên cái bộ X34, có là 34 món. Chủ yếu là về mũi khoan và mũi vít. Thì các bộ này, cả những cái chi tiết này được lưu trữ ở trong một cái hộp rất là đẹp ha, rất là gọn gàng. Nó sẽ giúp cho chúng ta có đầy đủ những cái đồ và không bị thất lạc, rơi rớt. Thì anh em mình là những người thích đồ nghề, thì những cái bộ phụ kiện như thế này thì luôn luôn phải có ở trong gia đình của mình, luôn luôn phải có trong hộp đồ nghề của mình, để bất kỳ lúc nào cần là có. Nếu như các anh em cần cái bộ này cũng như tất cả các bộ linh kiện khác của Boss, thì vui lòng liên lạc với Ngọc Anh ở số điện thoại ở phía dưới, hoặc là truy cập vào đường link Boss Đồng Nai của công ty Nhịp Cầu Việt, cũng như là các bạn có thể để lại số điện thoại ở phía dưới trong phần comment, thì Ngọc Anh sẽ chủ động liên lạc với các bạn. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Ngọc Anh rất là cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi kênh YouTube của công ty thiết bị công nghiệp Nhịp Cầu Việt. Ngọc Anh rất là mong muốn nhận được sự góp ý chân thành của tất cả các bạn để hoàn thiện hơn kênh mỗi ngày. Các bạn vui lòng để lại comment ở phía dưới, và Ngọc Anh sẽ tiếp thu những ý kiến của các bạn để hoàn thiện những video tiếp theo. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.